Kính chào, chúng tôi là Võ Thành Nhân và đến với chương trình phỏng vấn đặc biệt ngày hôm nay, chúng tôi hân hạnh được tiếp xúc với lại đạo diễn Chu Linh, một trong những nhà làm phim của vùng thủ đô Hoa Tình Đốn. Và ngày hôm nay chúng tôi tiếp xúc với một cái nội dung là tìm hiểu về cái ngày 10 tháng 9 sắp tới. Trước hết, xin kính chào đạo diễn Chu Linh. Xin chào anh Võ Thành Nhân và xin kính chào quý khán giả của đài VATV. Kính thưa anh, khi mà chúng ta có một cái buổi họp rất là quan trọng để bàn về kế hoạch để mà thực hiện cái ngày 10 tháng 9 sắp tới đây đó, thì anh có thể cho biết cái nội dung và cái chương trình ngày hôm đó sẽ như thế nào vậy thưa anh? Dạ, thưa anh Võ Thành Nhân, đây là cái chương trình đặc biệt của Vienna Film Club đã dự trù hơn một năm rồi. Nhưng mà để đi đến cái kết quả là chúng tôi sẽ chính thức tổ chức thì cũng nhờ sự đóng góp của rất là nhiều người cho cái sinh hoạt này. Trước tiên có hai đài truyền hình VATV và đài truyền hình Hoa Thịnh Đốn. Sau đó có các tổ chức khác như là một hình thức bảo trợ, như là Hội Văn Búc Việt Nam Hải Ngoại Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, rồi Hội Nhiếp Ảnh và Nhà Việt Nam. Cái sở dĩ cái chúng tôi tổ chức ngày hôm đó là vì đúng cái năm mà chúng tôi kỷ niệm 12 năm thành lập Vienna Film Club cùng với cố giáo sư Nguyễn Ngọc Bích. Cái nội dung thứ hai là chúng tôi sẽ giới thiệu một cách sơ khởi thôi là cuốn phim, bộ phim thì đúng hơn, Mai Sao Thì Việt Nam, nói về bức tranh xã hội miền Nam trước năm 1975 và một phần của văn hóa dân tộc nối dài qua ra hải ngoại ngày hôm nay. Cái nội dung thứ ba là chúng tôi sẽ ra mắt chính thức cái cuốn sách Mảnh Da Vàng. Đây cũng là một cái cuốn sách mà chúng tôi thai nghén từ rất lâu lắm rồi, từ bên trong tù ra ngoài tù và bây giờ ra hải ngoại. Thì đó là những cái là cái chủ đề của ngày 10 tháng 9 năm 2022. Khi trở về cái lịch sử của 12 năm qua thì những cái nét mà đặc sắc mà để cho mọi người nói tới Vietnam Film Club là nói được tới cái phim đó hoặc là nói đến cái tài liệu đó, thì đạo diễn Chu Linh có thể giới thiệu một vài nét về những cái cuốn phim hoặc là những cái tài liệu rất là đặc biệt đó. Thưa quý vị, trong 12 năm qua và trước đó chúng tôi cũng đã có làm phim nhưng mà chưa thành lập cái Vietnam Film Club. Thời gian đó chúng tôi tập tành như là một cái người chưa biết gì về điện ảnh, chưa biết gì về làm phim tài liệu. Nhưng mà từ từ thì cũng có đi học một cái khóa ngắn hạn, sau đó rồi cái thực tập nghề dạy nghề. Thì ngày hôm nay chúng tôi có thể nhìn lại 12 năm qua với những cái sản phẩm như là những cái phim nói về những cái khúc quanh lịch sử, chẳng hạn như là Cải Cách Ruộng Đất, Nhân Văn Giai Phẩm, rồi Tết Mậu Thân, cái này phim Hồn Việt, các phim về giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, rồi phim về các trại tập trung, rồi vụ ám sát của giáo sư Nguyễn Văn Bông, rồi Nhà Việt Nam 20 năm hoạt động. Và hiện nay thì bộ phim chúng tôi mà thích thú nhất là cái bộ phim Mai Sao Việt Nam đang thực hiện. Nếu không có gì mà trở ngại thì chúng tôi hy vọng cuối năm 2022 hoặc là đầu năm 2022 sẽ phát hành. Nói về những cái đặc điểm của cái cuốn phim đó thì chúng tôi là làm phim tài liệu cho nên khi mà làm phim thì phải hội đủ các yếu tố về dữ liệu, nhân chứng. Nhưng mà với cái hoàn cảnh và cái điều kiện của Vietnam Film Club, chúng tôi làm việc tối đa để được những gì mà chúng tôi cần. Chứ sự thực nếu đây là một cái documentary của một cái công ty Mỹ thì chúng tôi nghĩ rằng là cũng còn nhiều thiếu sót, bởi vì chúng tôi không có thể đi vào hết các văn khố được trong cái hoàn cảnh này. Hai cuốn phim mà chúng tôi mặn mà nhất đó là đầu tiên là cuốn phim Hồn Việt, nói về quốc kỳ quốc ca Việt Nam. Đầu tiên là ấn bản Việt ngữ và sau đó là có dịch qua Anh ngữ, hiện tại có trên YouTube. Không có gì mà lớn lao hơn cho một đất nước khi mà nói về quốc kỳ quốc ca, vừa nói về cái lá cờ, vừa nói về cái bản quốc ca. Nhiều người cũng đã đóng góp cho cái cuốn phim này mà chúng tôi nghĩ rằng nếu khả năng chúng tôi có lẽ cuốn phim không đi được thành công nếu không có cái sự đóng góp của người Việt trong và ngoài nước, người
ngoài nước từ Canada cho tới Hoa Kỳ và bên Pháp nữa. Cái cuốn đó thành hình do công sức của chúng tôi, nhưng mà phải nói cho đúng là do công sức và những đóng góp của người trên thế giới. Cuốn phim thứ hai mà chúng tôi mặn mà nhất mà lại đang thực hiện đó là cuốn phim Mai Sao Việt Nam, nói về bức tranh của xã hội miền Nam trước năm 1975. Chắc chắn là rất là khó khăn và rất công phu, nhưng chúng tôi quyết chí phải làm. Mà cái việc quyết chí đó là phải dựa trên những cái yếu tố tài liệu, nhân chứng. Vì vậy chúng tôi sẽ đi nhiều nơi và cần sự đóng góp của mỗi người Việt tị nạn cho cái bức tranh tổng thể của miền Nam, từ kinh tế, xã hội, văn hóa cho đến quân đội. Và có lẽ là đây là lần đầu tiên chúng tôi nhận được một cái ấn bản rất là đặc biệt, một cuốn sách mà đạo diễn Chu Linh sẽ cho ra mắt với một cái mô thức cũng rất là mới. Đạo diễn Chu Linh có thể giới thiệu vào ngày 10 tháng 9 đó sơ sơ về cuốn sách đó và cái mô thức mà chúng ta sẽ ra mắt. Dạ thưa anh Võ Thành Nhân, thưa quý vị, nói về cái cuốn sách mà chúng tôi sẽ ra mắt trong cái ngày đó 10 tháng 9 có cái tên là Mạnh Da Vàng. Số phận Mạnh Da Vàng không phải đơn giản viết xong rồi đem tới nhà in. Cái số phận của nó cũng long đong. Nếu mà tính cái ngòi bút mà đặt xuống viết trên cái tờ giấy học trò đó, là từ tháng 6 1975 khi tôi vô tù cho đến ngày hôm nay thì đúng là 47 năm. Có nghĩa là cái đứa con được thai nghén 47 năm thay vì 9 tháng 10 ngày như các phụ nữ mang thai. Cái cuốn sách đó thoạt đầu viết bằng tay, viết trong tù, xé bỏ, viết bằng mật mã, xé bỏ rồi đi vào bộ nhớ. Cho đến khi ra khỏi tù thì suốt ròng ra 6 năm trời ở trong một căn nhà tranh vách đất ở trên vùng kinh tế mới, mỗi đêm tôi viết. Và đôi khi rất là hồi hộp khi tôi đi đến một cái tỉnh khác để dạy cho em một nhóm thanh niên muốn học tiếng Anh đó. Thì tôi viết trong lớp học thì một người công an bước vô, mà rất may họ không biết đó là cái cuốn hồi ký, chứ nếu không thì có lẽ tới ngày hôm nay không có cái cuốn hồi ký này. Trong cuốn hồi ký có đủ thể loại, tiểu thuyết cũng có, hồi ký, bút ký, từ truyện, rồi truyện ngắn nữa, chia nhau 400 trang giấy, cũng hơi dài, nhưng mà chúng tôi không thể cho ngắn hơn được hoặc có thể dài hơn được nữa. Ở trong cái tầm tay chúng tôi thì được như vậy. Khi mà đem qua Mỹ thì cuốn hồi ký đó không biết làm sao mà tôi đem qua đây. 2 ngày trước khi lên đường thì tôi xé từng tờ ra gió tròn, và tôi mua 4 bộ sơ mài tôi nhét vô để được an toàn trên chuyến đi. Nhờ trời, cuốn hồi ký cũng theo tôi tị nạn tại Mỹ. Và ngày hôm nay chúng tôi ối lại cho nó thẳng và đánh máy lại và thêm thắt một số bài vở ở hải ngoại nữa. Vì vậy ngày hôm nay chúng tôi xin được loan báo là cuốn Mảnh Da Vàng sẽ được chính thức phát hành ngày 10 tháng 9. Mảnh Da Vàng là của cá nhân tôi, và thưa không, Mảnh Da Vàng đây là cũng là nói lên cái số phận của những mảnh da vàng, là những nạn nhân của chiến tranh, nạn nhân của một chế độ trong chiến tranh, sau chiến tranh và tới ngày hôm nay. Dạ. Yeah. Và cuối cùng thì kính thưa quý vị, chúng tôi cũng còn 1-2 phút nữa thì đạo diễn Chu Linh có thể cho biết rằng cái chương trình nó sẽ xảy ra từ lúc nào, ở đâu, mấy giờ và cái thời gian mà chúng ta dành cho tất cả quan khách thì như thế nào? Dạ thưa, chương trình là ngày thứ bảy bắt đầu 11 giờ sáng cho tới 3 giờ chiều. Chúng tôi cũng có thể kéo dài hơn được bởi vì sau đó có một tổ chức khác. Ngoài cái phần chương trình bình thường, chúng tôi cũng có xen vào một chút văn nghệ về nói hát nhạc về quê hương và đất nước, về người lính.
Và xin được cảm ơn anh Chu Linh đã dành cho bản tin Hoa Tình Đốn VATV SBTN DC một cái chương trình phỏng vấn đặc biệt để tìm hiểu về ngày 10 tháng 9 và chúc ban tổ chức sẽ rất là thành công vào ngày hôm đó. Xin cảm ơn anh Võ Thành Dân và xin cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi. Thì chúng tôi cũng tha thiết được gặp mặt lại tất cả những thân hữu, những người đã cùng đồng hành với chúng tôi suốt 12 năm qua. Kính chào quý vị.